Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc cho mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một siêu phẩm máy cơ xích hạng tầm trung đồng đứng nha. Và đến từ thương hiệu Echokiorit hạng Green nha mọi người. Mã số là GC35 nha. Đời này thì 35,2cc dành cho anh em sử dụng cắt gia đình nha mọi người. Nói về hệ Echokiorit hạng Green này, mã riêng về mã GC35 này thì anh em nếu anh em nào tham khảo qua nó biết rất là nhẹ nổ, dễ xài, dễ sử dụng, và thứ hai là đồ thay thế thông dụng, tiết kiệm nguyên liệu cực kỳ là tốt nha mọi người. Đó. Đây, riêng hệ này là bao độ nhẹ nổ, anh em giật sáng sớm chỉ cần 3-4 nhát là nổ nha mọi người. Đó. Thì em này tình trạng máy là riêng nguyên bản và nói về độ đẹp thì đẹp 90-95%. Đó. Dường như là chỉ thiếu một cái thùng nha. Đó, thiếu một cái thùng là anh em bỏ vào là trưng bày là rất là ok luôn nha mọi người. Rất là đẹp nhá. Thì xích này tình trạng là xích được lắp xích mới nha mọi người. Đó, xích thì thay xích mới rồi nha. Thì lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40, là mặt cắt còn 35 nha mọi người. Đó, xích trung 91 nhá. Đây. Lam anh em có thể thấy à, các nước sơn là coi như là còn nguyên si luôn, chưa có bị dập đầu, chưa bị què. Đó, độ chảy trụ là không có bao nhiêu luôn nha mọi người. Đó, vẫn còn nguyên tem hãng hiệu trên cây lam. Và xích thì đã được ráp xích mới rồi, anh em yên tâm sử dụng, không phải lo về mảng rũa nữa. Về nói chung là chỉ việc đặt vào cây là cắt thôi nha mọi người. Đó. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Tăng xích của em này nằm trực tiếp tại cây lam. Đó, rất là thuận tiện nhé. Anh em chỉ việc lấy lỏng 2 ốc này ra, mình thò vít vào đây là mình sẽ tăng xích hoặc giảm xích ở đây luôn ha mọi người. Đó. Bên phía mặt máu ốp lam cắt tem mạc cũng còn Echo Green này, Echokiorit này. Đó. Thì bên phần máu ốp lam này đời này có thắng xích nha, thắng xích vẫn hoạt động bình thường và có xả hơi này nha mọi người. Trường hợp mà anh em leo cây hoặc anh em ở dưới mình giật cảm thấy nặng máy, mình sẽ bấm một cái nút xả này thì nó sẽ giảm hơi đi so với mức ban đầu rất là nhiều nha mọi người. Anh em giật rất là khỏe ha, nhất là chú nào có tuổi mình sử dụng thì chung mức này là máy này giảm tầm giảm vừa thôi, anh em cũng có thể giật rất thoải mái rồi. Nên nếu muốn nhẹ hơn mình bấm vào nó nhẹ hơn ha. Đó. Đây, lốc mặt tiền đây nha mọi người. Rất là đẹp nhá. Tình trạng máy là ring nguyên bản nhá. Đó, bảo hành bao lục lòng 12 tháng. Đó, anh em mua máy sẽ được tặng kèm 4 món đồ: tip mở buji, buji rũa và một bình nhớt nhỏ nha mọi người. Lốc mặt tiền này đẹp như mới luôn. Đồ chạy chùa ít nha mọi người. Đó, bên phía chụp giật thì các phần tem mạc vẫn còn. Đó, Keolit hạng green này. Đằng trước này là bình chứa nguyên liệu nhớt thải môi trơn nam xích này, đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Đó, thì đây là số seri của máy nhá, GC35, mã số seri là 001490, made in Japan, hàng chuẩn của Nhật Bản nha mọi người. Đó, bên phần má trên này rất là đẹp nhá. Giờ em sẽ mở bộ phận bên trong cho anh em xem ha. Anh em nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để hàng nhá. Đó, anh em muốn xem chi tiết mình nhắn tin qua Zalo nha. Đây, bên trong thì được thiết kế cho mình màng lọc tròn nha mọi người. Đó, thiết kế màng lọc giấy nhá, chống bụi tuyệt đối đi vào bình xăng con và đầu nòng. Đó, thì màng lọc này thì bên trong này các thiết kế cho mình một miếng nhôm tròn này anh em ha. Đó, chống bị móp méo nha, anh em có bóp thì nó bị đỡ móp này. Đó, anh em thấy ha, nó hồi phục lại ngay. Đó, nó chống bị móp méo khi anh em sử dụng lâu ngay. Đó là nó đỡ bị móp vào ha. Đây, rất là đẹp nha mọi người. Rất là sáng. Chế được sử dụng chế gom đồ nha. Nói chung cái má ốp này nó che rồi, anh em không thể thấy được, nhưng mà anh em thấy ha. Các cái lò xo này, đây là từ những con ốc này còn rất là đẹp. Chốt e này. Đó, anh em thấy ha. Buji rin nhá. Và nằm đây, mới ke xe beng luôn. Trắng pâu luôn nha mọi người. Đó. Rồi giờ em sẽ ráp đầy đủ vào và khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha. Anh em nào mà ưng em Echokiorit này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901 để đặt hàng nha mọi người. Số điện thoại có sử dụng Zalo nhé. Anh em muốn xem chi tiết mình nhắn tin qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cho mọi người xem ha. Rồi giờ em sẽ khởi động nhé. Yeah.
đẩy xuống là tắt, đẩy lên là xài. Đó. Rất là êm ấm và máy nghèo cũng rất là ngọt ngào nha mọi người. Rất là đẹp ha. Rồi giờ em sẽ khởi động lại lần nữa. Quên giới thiệu cho anh em là cái màng bô này là được thiết kế bên trong là một màng lọc lớn nha, là màng bô giảm thanh. Đó nghĩa là âm thanh phát ra bên ngoài so với các đời máy khác là nó giảm âm đi rất là nhiều nha mọi người, rất là êm ấm nha. Đó. Đây. Anh em nói chung một sử dụng gia đình xài hôm nay là hết sảy luôn, xài rất là ngon, nhạy nổ, dễ xài, dễ sử dụng nha mọi người. Và đặc biệt cái em máy trước mọi người đây là em máy phải nói là đẹp xuất sắc nha. Đó. 90 đến 95% thì anh em xài là khỏi suy nghĩ ha. Rất là đẹp nhé. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng cái máy này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng nhé mọi người.